Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả có một ngày mới tràn đầy yêu thương nha các bạn. Thì hôm nay trong cái video này chúng ta chia sẻ, nếu như là rơi vào trường hợp làm tiểu tam, là một kiếp vợ hờ, một người không danh phận thì chúng ta nên làm gì? Đã 5 tháng trôi qua rồi các bạn, mà cái câu chuyện của Quân Quân Long vẫn chưa lắng xuống được. Vì trong xã hội ngày nay thì có nhiều người họ suy nghĩ theo cái chiều hướng lệch hướng mà họ lại đi ngược lại dòng đời đó các bạn. Nếu như nằm trong cái hoàn cảnh giống như cô Linh Tinh thì chúng ta có làm như cô Linh Tinh hay không, hay là chúng ta có một cái sự khác hơn để cho câu chuyện nó lắng xuống. Và một người mà tiểu tam như cô Linh Tinh thời công nghệ 4.0 này thì cô luôn lên cộng đồng mạng, cô chia sẻ những cái video mà mọi người trong nước cũng như ngoài nước, khi chúng ta biết được cái điều đó thì nhiều người cũng phản ứng và nhiều người thì đồng tình. Thì hôm nay cái câu chuyện đó nó đã đi quá xa rồi các bạn. Nếu như ngay từ ban đầu mà cô Linh Tinh rơi vào cái hoàn cảnh là vợ lẽ, vợ bé, vợ hờ và một người không có danh phận thì chúng ta nên làm gì trong lúc đó? Nếu như chúng ta rơi vào giống như cô Linh Tinh thì chắc có lẽ là chúng ta cũng không thể nào mà làm như cô Linh Tinh vậy các bạn ạ. Đó là cái câu chuyện mà từ trước tới nay khi mọi người rơi vào cái hoàn cảnh vợ bé, vợ lẽ, vợ hờ và người không có danh phận thì chính bản thân người đó trong cuộc họ phải rụt rè, sợ hãi và lo lắng khi người đời phát hiện dị nghị sẽ xấu hổ tới gia đình, dòng họ, cha mẹ mình, và luôn trong lòng của họ muốn giấu đi cái câu chuyện tình tay ba của mình. Mặc dù cho cái câu chuyện đó là đầy nước mắt đau thương, tuy nhiên chính bản thân người trong cuộc họ cũng hiểu rằng cái điều đó chúng ta không nên phô trương và không nên nhân rộng ngoài cộng đồng và xã hội. Nhưng ở đây cô Linh Tinh này trái ngược với thực tế, trái ngược với dòng đời, trái ngược với những người xưa. Và ngày nay thì nhờ công nghệ 4.0 cho nên cô Linh Tinh này được một cái cơ hội, một cái dịp để khoe mình trên cộng đồng mạng từ trong nước cho tới ngoài nước. Nếu như ngày xưa chúng ta cũng từng nghe đâu đó một cái mối tình tay ba, những người xưa đó các bạn đôi khi họ có 5 thê 7 thiếp. Tuy nhiên những cái chuyện tình của họ thì trong phạm vi nhỏ hẹp, có thể là xóm làng, những người thân trong gia đình hoặc là những cái nơi lân cận thì biết được. Còn hôm nay cái câu chuyện tình tay ba mà làm cho cộng đồng mạng, mọi người cả Việt Nam và thế giới đều quan tâm. Vì một cái câu chuyện tình thời công nghệ 4.0 chúng ta cũng khó mà giấu giếm được. Ngày nay thời công nghệ 4.0 chúng ta có nhiều cái công nghệ hỗ trợ, giống như là mọi người làm YouTube nè, mọi người sẽ chia sẻ trên cộng đồng mạng từ trong nước cho tới ngoài nước, cho nên cái câu chuyện tình đó nó sẽ là lan rộng trên mạng xã hội mà chúng ta khó có thể nào kiểm soát được các bạn ạ. Có lẽ là sau này khi chúng ta nhắc đến câu chuyện tình của Quân Quân Long, một cái câu chuyện tình tay ba mà để lại trong lịch sử một lời dị nghị chua cay đầy nước mắt. Mà cái câu chuyện tình của cô Linh Tinh đâu có gì tốt đẹp đâu các bạn. Rất là nhiều người hiện tại vẫn còn theo đuổi cái câu chuyện này để nói xấu thầy cô, bôi nhọ gia đình, và họ luôn lúc nào cũng kêu gọi những người khác tẩy chay phòng nha của Ái Vân và đồng thời là chửi bới thầy cô. Tới hôm nay thầy cô đã lắng dịu xuống rồi, tuy nhiên những người phía bên cô Linh Tinh thì vẫn còn binh vực, vẫn còn những cái thái độ là ngang nhiên, hỗn láo, xáo xược, trơ trẽn và đồng thời luôn nhục mạ những người trong cuộc các bạn ạ. Vì sao tôi nói như vậy các bạn? Vì hiện tại có những cái YouTuber vẫn còn đòi tiền cho bé Helen, nói là cái số tiền mà Ái Vân lấy từ bé Helen để trang trải trong cuộc sống và đồng thời bù cho người tình của mình. Cái điều đó chắc có lẽ là mọi người ai cũng hiểu rằng khi Ái Vân đã có một người tình khác, đó là cũng hiển nhiên thôi. Sau khi chia tay rồi thì chúng ta cũng nên tìm cho mình một người bạn, một người chồng để đồng hành chia sẻ trong cuộc sống này, không ai cấm cản hay các bạn.
Thậm chí ở cô linh tinh hiện tại, cô có một người khác hoặc là cô thấy một người đàn ông nào mà che chở trong những người YouTuber đó, hỗ trợ giúp đỡ và đem lại một cái tình cảm tốt đẹp cho cô ấy, thì cô ấy có quyền. Tại vì bây giờ là độc thân, ái phân cũng là độc thân nha các bạn. Sau khi ly hôn, mọi người có một cái quyền quyết định tương lai cho mình, có thể bước thêm bước nữa, hay là chỉ là bạn, hay là không lấy chồng. Đó là quyền cá nhân của mọi người. Giữa cô Ái Vân và cô Linh Tinh có một cái quyền lựa chọn tương lai hạnh phúc cho mình giống như nhau. Không ai bắt buộc Ái Vân phải ở vậy suốt đời nuôi con. Và bản thân cô Linh Tinh cũng vậy. Mọi người cũng mong cô lấy được một người chồng tử tế đàng hoàng để cô ta không quay lại con đường cũ ngày xưa cô đã từng đi. Một cái ngày xưa mà đã lỗi lầm đen tối. Thì ngày hôm nay nếu như cô Linh Tinh có một cái suy nghĩ lại thì làm lại cuộc đời tốt hơn cho cô ấy. Nhưng không, cái suy nghĩ cô Linh Tinh vẫn còn lệch lạc, vẫn còn cái suy nghĩ đen tối, vẫn còn sân si, vẫn còn bước đi trên sự đau khổ của người khác các bạn ạ. Tới giờ phút này mà nhiều người vẫn còn vênh váo, chửi bới, lăng mạ thầy cô và đồng thời đòi tiền cho con bé hai lần. Hiện tại thì đang nói là phía Ái Vân, phía binh vực thầy cô là những người xấu xa, cặn bã trong xã hội. Thử hỏi đi, các bạn theo dõi câu chuyện từ trước tới nay, thì cái câu chuyện này, những người binh vực cô Linh Tinh, những người vu khống chửi bới thầy cô, có phải là bạn đi trái ngược với đạo lý đời thường và đồng thời đi ngược lại với dòng đời, có đúng không quý vị khán giả? Bản thân mình biết mình ở đâu, ở vị trí nào. Nếu như cái suy nghĩ của mình chưa tới thì mình phải lắng nghe cộng đồng mạng, lắng nghe những người xung quanh và lắng nghe những người lớn chia sẻ thì mình hiểu được cái câu chuyện của mình đúng hay sai. Chứ còn ở đằng này, mình luôn lúc nào cũng cho mình là đúng và bước đi trong sự yêu thương của người khác, luôn ngẩng cao đầu. Mà mình bước đi như vậy, mọi người có đồng tình hay không? Mọi người có ủng hộ hay không? Mọi người có trọng vọng mình hay không? Các bạn cùng binh vực cô Linh Tinh, các bạn đi ngược lại dòng đời, đi ngược lại cái đạo đức. Và những cái chia sẻ của các bạn hầu như nó lệch lạc về tâm hồn và có khuyết tật về bộ não đó các bạn. Vì các bạn không có suy nghĩ được những cái điều đúng, cái điều sai và những cái điều mà xã hội không chấp nhận các bạn. Chắc có lẽ là trong xã hội từ xưa cho tới nay không ai chấp nhận một cái con người mà đi đến phá hoại gia can hạnh phúc người khác. Các bạn thấy khi mà nhìn một người vợ lớn đó, một người vợ đầu tiên phải ôm hai đứa con vào lòng, trong khi đó chồng mình đi ngoại tình, gặp bồ với con tiểu tam bên ngoài và cuối cùng cô ấy đã là phá hoại gia can, đem chồng mình ra đi khỏi mái ấm gia đình như vậy. Thử hỏi nếu bạn rơi vào cái hoàn cảnh mà một người phụ nữ bị phản bội, bị chồng ruồng bỏ để đi theo mối tình khác, thì bạn có chịu đựng được hay không? Và trái tim bạn có đau đớn hay là các bạn con tim bạn đã vui trở lại? Cái điều mà chúng ta nói ở đây là bạn đi ngược dòng đời, vì không ai chấp nhận một con tiểu tam đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác mà luôn ngẩng cao đầu đi trong sự yêu thương của mọi người. Thì cái điều này các bạn nhận xét là xã hội có chấp nhận, pháp luật có công nhận cho cô ấy hay không? Nếu như chúng ta để cho cô ấy một con đường để đi, một cái con đường để quay đầu, thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên cho cô ấy một lời khuyên hết sức là chân tình. Hiện tại trong cái thời buổi công nghệ 4.0 này, những người binh vực cô, những người theo phe cô, họ cũng đã biết rõ câu chuyện. Tuy nhiên, họ lấy cô Linh Tinh làm một cái công cụ và một bàn đạp cho họ để họ lợi dụng kiếm tiền. Mà cái việc kiếm tiền của họ thực sự là vô đạo đức. Và bản thân cô phải biết dừng lại ở điểm nào. Mình là người trong cuộc thì mình hiểu rõ nhất. À, mình đi đến đâu? Mình là một người vợ bé, một người vợ hờ. Mình là một người không có danh phận thì mình sẽ im lặng hoặc là mình làm những cái điều mà lương tâm mình mách bảo. Thôi gì, mình đã lỡ rồi, mọi việc đã lỡ. Trước đây mình đi sai lầm, mình bước chân vào một cái con đường ngõ cụt. Đó, thì bây giờ mình biết cái điều đó mình sai trái thì mình nên im lặng và
giữ cho bản thân mình một cái điều hết sức là tốt đẹp cho con mình. Và bản thân mình về sau thì cũng nên kiếm một cái công việc gì đó làm đàng hoàng để mình không quay lại con đường cũ ngày xưa mình đã từng đi. Một con đường mà trong xã hội này hầu như là họ khinh khi, họ không chấp nhận, và đó là một cái việc làm vi phạm nha các bạn. Vì trước đây mình làm gái đi ôm hoặc là mình làm những cái điều mà không chân chính, giống như là bước vào gia đình của người ta để phá vỡ. Thì trước đây một cái tin đồn, nếu như mình không phải là một người bia ôm thì ở đây bản thân mình hãy chứng minh cho mọi người biết mình sẽ làm một cái điều gì tốt hơn cho bản thân mình hiện tại và trong tương lai. Nếu như còn son rỗi thì chúng ta bay nhảy, còn nếu như bây giờ thì cô Linh Tinh và Ái Vân ai cũng có con hết rồi, thì mình cố gắng mình lo cho cuộc sống tương lai của con mình tốt đẹp hơn, chứ không phải như cô Linh Tinh ngày ngày đem con bé con của mình ra để lấy lòng Mạnh Thường Quân. Và cô ấy còn nói là Mạnh Thường Quân luôn ủng hộ, theo dõi, giúp đỡ cô ta và không bỏ rơi mẹ con cô ta cho tới ngày hôm nay. Thì các bạn biết là Mạnh Thường Quân có thể là lúc đầu người ta thương tình, người ta ủng hộ một lần đầu, hai lần, tới lần thứ ba thôi các bạn là quá lắm rồi. Chứ không có ai mà theo dõi và mọi người ủng hộ cho tới bây giờ. Năm tháng đã trôi qua rồi, câu chuyện đã quá rõ rồi. Những người Mạnh Thường Quân các bạn có biết không, là những người người ta có tâm thiện, người ta muốn đi làm từ thiện để góp tích đức. Tuy nhiên họ làm từ thiện thì họ cũng phải biết cái câu chuyện của người trong cuộc đó có hoàn cảnh thực sự là khó khăn hay không, những người có thực sự là cần cái số tiền để Mạnh Thường Quân giúp đỡ hay không, những người lang thang cơ nhỡ, người già neo đơn bệnh tật, họ không có khả năng lao động làm ra tiền. Còn ở đây cô Linh Tinh lưng dài vai rộng và hiện tại thì cô vẫn phơi phới, đâu có cùi đuôi sức mẻ gì đâu mà không đi làm kiếm tiền, luôn lúc nào cũng đem con bé con của mình làm một cái công cụ ngửa tay xin tiền Mạnh Thường Quân. Mà thời công nghệ 4.0 này, ngửa tay xin tiền cộng đồng công khai trên cộng đồng mạng và xã hội. Thì thử hỏi những người Mạnh Thường Quân, chúng ta cũng cần xem xét lại cái câu chuyện đó, mình có nên cho có khoản tiền hay không, hay là mình dành cái số tiền đó để đi cho những người khác, những người thực sự là khổ sở, những người thực sự là cần tới cái đồng tiền đó. Còn ở đây cô Linh Tinh này, họ có thể là đi làm được, kiếm tiền được, nuôi con được. Các bạn thấy là không sánh bằng Ái Vân, một người phụ nữ mà hết sức là đau khổ, đầy nước mắt khi chồng mình ra đi, bỏ lại hai đứa con thơ bơ vơ mà một mình Ái Vân chăm sóc như vậy. Liệu mọi người thấy là hoàn cảnh của Ái Vân như vậy đáng thương hay là đáng trách? Mà hiện tại một số người bên vực cô Linh Tinh cũng luôn chỉ trích và đồng thời là bôi nhọ, nói xấu, vu khống và muốn cho Ái Vân rơi xuống tận cùng của đau khổ thì các bạn mới chịu. Nhưng mà cái việc đó chắc có lẽ không xi nhê gì đâu các bạn ơi. Người ta nói khi mà mình làm việc gì đó tốt thì ông trời sẽ cho mình thôi. Mặc dù là trong quá trình vợ chồng có những cái lục đục, có những cái mà phiền hà trong cuộc sống thì không ai tránh khỏi. Tuy nhiên chắc có lẽ Ái Vân đã trả nợ xong rồi đó các bạn. Còn ở cô Linh Tinh thì là một người đi vay, vay rồi cuộc đời cũng sẽ trả thôi các bạn. Đang tâm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, đem chồng của người ta đi, một phút sai lầm, lỡ đường lạc lối của Vân Quang Long mà để cho anh ấy rơi vào một cái tình huống thật sự là khó xử. Khi mà đã lỡ cặp bồ với cô Linh Tinh rồi, vợ con phát hiện được, cha mẹ nói không nghe, đến lúc đó là bước chân vào rồi, khó mà rút ra được. Cho nên cuộc đời mà một phút sai lầm là đưa cuộc đời của mình sang một trang mới. Nó không phải là một trang màu hồng mà là một trang đầy đen tối và đau khổ. Chúng ta hãy nghĩ lại đi, tất cả những người ủng hộ cô Linh Tinh, chúng ta hãy suy nghĩ lại, tại sao chúng ta thấy giữa hai người phụ nữ, Ái Vân và cô Linh Tinh, so sánh hoàn cảnh giữa hai người, giữa bản chất hai con người, sự suy nghĩ, thì các bạn thấy có sự chênh lệch quá lớn hay không? Một người thì luôn lúc nào cũng cố gắng để đi làm kiếm tiền nuôi con,
lo cho con có một cái tương lai tốt đẹp hơn, và bản thân của họ cũng biết cái cách cư xử bên chồng và một người tài giỏi thực sự trong xã hội này được trọng vọng. Còn cô Linh Tinh thì sao? Cô ấy có một cái suy nghĩ hết sức là tiêu cực, và đồng thời miễn sao dùng con bé để trở thành công cụ ngửa tay xin tiền Mạnh Thường Quân càng nhiều càng tốt. Mà chính bản thân mình không có nghề nghiệp, không có lo cho tương lai, chẳng lẽ Mạnh Thường Quân hỗ trợ, giúp đỡ cô suốt cả cuộc đời này hay sao? Hay là những người YouTuber nào đó cảm thấy thương tình, rước cô ta về làm vợ, thì cũng hy vọng một ngày nào đó, một người tốt sẽ đến với cô, rước cô về để nuôi và lo lắng cho cô. Và bây giờ thì cô cũng nghĩ tới tương lai con bé của mình. Nếu như một ngày nào đó nó hiểu được cái câu chuyện mà mẹ nó đã từng đem nó ra làm một cái công cụ kiếm tiền, mong thương tình Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp đỡ cho tiền hàng tháng, hàng ngày, hàng năm, thì chính bản thân nó có hãnh diện với bạn bè, những người lối xóm, bà con, và chính trong tâm của nó có hiểu được cái vấn đề đó là xấu hổ nhục nhã hay không? Bản thân cô Linh Tinh đã biết mình đi sai đường thì mình nên làm lại cuộc đời, mình nên im lặng, mình nên những gì người ta không cho mình và không công nhận thì chính bản thân mình phải có một cái lòng tự trọng. Cô ấy bảo là mọi người chà đạp lên danh dự, mọi người không tôn trọng mình. Như vậy chính bản thân mình đặt câu hỏi rất là lớn, liệu mình là làm sai trái như vậy, bản thân mình không tôn trọng mình, bản thân mình không có một cái danh dự, thì đòi hỏi cộng đồng tôn trọng mình, thương yêu mình, cho mình một cái danh dự, tôn trọng mình có được hay không? Trong xã hội này cũng có nhiều người rơi vào các hoàn cảnh đó các bạn. Đôi khi người ta có 1001 lý do để người ta rơi vào cái hoàn cảnh đó. Tuy nhiên khi trước mắt chúng ta thấy cái điều đó sai trái, mà cái điều tối kỵ trong cuộc sống hôn nhân gia đình là chúng ta không thể nào phá vỡ hạnh phúc gia can của người khác hoặc đi ngoại tình, thì cái điều đó là trước sau gì mái ấm gia đình của mình cũng tan vỡ. Còn nếu ai đang rơi vào cái hoàn cảnh đó, thì liệu những người khác có làm như cô Linh Tinh hay không? Khi mà chồng qua đời có một vài ngày thì lại là lên video, lên TikTok, họ chia sẻ những cái câu chuyện mà không có thật. Tôi là Linh Lan, tôi là vợ chính thức, tôi là vợ hiện tại. Thì các bạn thấy người trong cuộc hiểu nhất, Ái Vân đã hiểu rõ tại sao Ái Vân không lên video để chia sẻ cái điều đó là không đúng. Mà chính bản thân cô ta, mình không có danh phận trong xã hội, mình không được gia đình chấp nhận, mình không đi cưới hỏi, bản thân mình chỉ là một người bạn gái đi qua cuộc đời vân quang long mà thôi, thì tại sao mình đứng lên để mình chia tiền phúng điếu, mình đứng lên để mình muốn làm chủ tang lễ, mình đứng lên đằng sau YouTuber để đòi hỏi chia tiền phúng điếu, chia tài sản cho con bé con mình, mà trong khi đó con mình không biết là con của ai. Nếu như mà một người vợ hờ, vợ bé, một cuộc tình đi qua, nếu như mà muốn bên nội nhận mình là cháu thì chắc có lẽ mình cũng phải có một cái giấy tờ gì đó để mình chứng minh trong giấy kết hôn là hoàn toàn độc thân, không có cha đứng trong giấy khai sinh. Thì bây giờ còn có một cách là mình đi xét nghiệm ADN để mình chứng minh đó là huyết thống của gia đình Vân Quang Long. Thì tại sao cô ấy lại không làm điều đó? Các bạn không lên án, các bạn không kêu gọi, các bạn không nói cô ấy để đi làm xét nghiệm ADN, mà các bạn cứ lên tiếng chửi bới phải bắt gia đình ba mẹ Vân Quang Long là chấp nhận cô ấy là người thân thuộc trong gia đình. Cái điều đó có thực sự là công nhận hay không? Cái điều đó để cho gia đình bên chồng thương yêu hay không? Hay là người ta rất là sợ vì con bé con cũng không biết là con của ai? Rủi là nuôi cháu, nuôi con tu hú thì sao? Nếu như gia đình của bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy, ba mẹ của bạn có chấp nhận một người con dâu, một người cháu nội mà đại bác bắn không tới như vậy hay không? Bạn phải hiểu chứ, còn đằng này bạn bắt buộc, bạn ép thầy cô phải chia tài sản, phải nhận cháu nội, rồi chửi rủa thầy cô ác đức không nhận là dâu. Thì thử hỏi gia đình của bạn, ba mẹ của bạn, nếu như gặp một con người giống như cô Linh Tinh như vậy, thì họ có nhận là con dâu hay không?
Khi bạn lên án, bạn chửi rủa thì bạn hãy đứng vào cái hoàn cảnh của người ta, bạn mới hiểu được cái nỗi lòng. Có những YouTuber cũng nói hay lắm các bạn, nói là đừng lên án, đừng chửi rủa, đừng là sỉ nhục, sỉ vả. Tuy nhiên, bạn ấy chỉ nói khơi khơi vậy thôi, mọi người tính đâu là cô ấy là một người tốt, một người chính nghĩa, để chia sẻ cái câu chuyện thật đời thường, vạch ra sự thật, ai đúng ai sai. Nhưng thực tế không phải vậy các bạn. Ở bên ngoài, cô viết cái status là vậy, nhưng khi cô lên video là cô trách móc, chửi rủa, xiên xỏa, là vu khống, là xuyên tạc gia đình của thầy cô. Như vậy, một người phụ nữ mà cổ nói chúng ta là một người phụ nữ với nhau, phải chia sẻ thông cảm. Như vậy, bạn chia sẻ thông cảm cho một người tiểu tam vi dịch chồng, vi phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, đi đòi tiền khốn điếu và ép ba mẹ người ta phải nhận con mình là cháu. Cái điều đó thì đi trái ngược lợi với dòng đời. Liệu hỏi mọi người có chấp nhận xã hội này, có chấp nhận hay không? Người ta nói luật nhân quả không sai các bạn ơi, nhất là luật nhân quả trong hôn nhân. Họ không thể nào mà sung sướng được, hạnh phúc được khi mà làm điều đó thất nhân, thất đức trong hôn nhân của họ. Tại vì khi gia đình người ta đang im ấm hạnh phúc như vậy, mình là một con người, nếu như cho là đàng hoàng thì không bao giờ bước chân tới gia đình họ, để họ xa rời mái ấm gia đình, để họ phải bỏ con, bỏ vợ bơ vơ, để đi chạy theo mình vì một mối tình ảo vọng. Khi một người đàn ông đó các bạn, khi một lúc nào đó rồi họ cũng suy nghĩ tới cái gia đình của mình, à ngày xưa mình làm như vậy là mình đi sai đường, mình cũng có lúc hối hận cho bản thân mình. Có những người đàn ông người ta nói ra được, người ta tâm sự được, tuy nhiên có những người đàn ông thì họ luôn sĩ diện và chuyện đó họ không bao giờ nói ra, nhưng họ làm một cái hành động gì đó để họ chuộc lại lỗi lầm với vợ, với con mình trước đây. Như Vân Quang Long đã từng chia sẻ đó các bạn, một cái câu nói mà rất là thấm thía luôn các bạn ơi. Đã 20 năm rồi con làm khổ vợ con mà bây giờ con chưa làm gì được. Chắc có lẽ câu nói đấy là một cái câu nói mà để cho Vân Quang Long kết thúc cuộc đời của mình trước khi ra đi vĩnh viễn. Chắc có lẽ ai cũng hiểu rằng là Vân Quang Long có một chút gì đó hối hận vì đã lỡ đi sai đường rồi. Sai đường lạc lối, ba mẹ nói không nghe, vợ con khuyên nhủ cũng không được. Tới chừng khi gặp cô Linh Tinh này, cuộc đời mới là đắng cay, đau khổ. Gặp một người phụ nữ mà không biết chăm lo cho gia đình, tối ngày cần tiền để chưng diện, chỉ biết đồng tiền thôi các bạn, không biết phụ chồng giúp để lo cho một cái mái ấm gia đình của mình, lo giàu, lo nghèo. Cô ấy chỉ biết ngửa tay xin tiền, chỉ biết bám theo sức lao động của Quân Quang Long, làm sao để có đồng tiền cô ấy hưởng thụ cho riêng bản thân mình. Khi Quân Quang Long nằm xuống rồi, vẫn còn hưởng lợi cái đồng tiền trên xác chết của Quân Quang Long, và sử dụng con bé mình trở thành một cái công cụ để ngửa tay xin tiền Mạnh Thường Quân, coi như là ăn mày thời công nghệ 4.0 các bạn ạ. Các bạn biết không, có những người bên vực cô Linh Tinh á, vô cái kênh mình thì họ cũng chửi bới mình dữ lắm các bạn ơi. Tuy nhiên, một lần mình cũng nói lên là mình cảm ơn những bạn đó. Dù sao đi nữa thì bạn ấy cũng đã vào kênh của mình nghe. Mặc dù là bạn chửi, tại vì mình làm là gần 80 cái video rồi các bạn. Nếu như bạn nào có chưa xem á, qua những cái video trước á, thì các bạn vào danh sách phát là Tiết Thương Quân Quang Long. Trong đó là gần 80 cái video khi mà đã 5 tháng nay mình làm về câu chuyện của Vân Quang Long đó các bạn. Thì các bạn vô đó có thể là xem lại. Và mình cũng đã từng nói trong những cái video trước là mình rất là cảm ơn những bạn phía Linh Lan vô cái kênh của mình để xem. Mặc dù là bạn vô bạn phản ứng, bạn chửi rủa mình quá trời luôn, nhưng mà dù sao đi nữa thì bạn cũng chịu khó lắng nghe. Các bạn biết rồi, trong cái kênh của mình thì mình chia sẻ, mình phân tích những cái câu chuyện có thật đời thường giống như cô Linh Tinh như vậy. Thì ai đúng ai sai thì mình cũng cho cô ấy một cái lời khuyên, và mình vạch ra cho cô ấy một cái con đường để cô ấy có thể là một mình thì không xin nghe, nhưng mà nhiều người chia sẻ, nhiều người góp ý cô, thì chắc có lẽ là cô ấy cũng nhận ra cái lỗi sai của mình, để rồi cô ấy quay đầu và làm lại cuộc đời. Có những bạn nói là các bạn làm như vậy các bạn không thương đồng cảm,
cho một người là có đứa con 2 tuổi giống như cô Linh Tinh như vậy đó. Thật sự ra mà nói cái sự đồng cảm thì chắc có lẽ là không đồng cảm được rồi bạn ơi. Và kêu chúng tôi mà thương cô Linh Tinh thì chắc có lẽ cũng không thương được đâu. Ở đây chỉ tội là con bé mới 2 tuổi thôi mà mẹ của nó đem ra làm công cụ để ngửa tay, xin tiền ngửa tay đi ăn mày từ Mạnh Thường Quân và mọi người khác, cho từ món đồ, cho từ đồng bạc. Như vậy là năm tháng nay họ cũng hiểu câu chuyện rồi, chắc có lẽ là bây giờ là đói à, ăn mày tới nơi rồi các bạn ơi. Chính bản thân mình có đi làm gì đâu, các bạn thấy là các bạn cũng sáng ra tất bật tới chiều tối đi làm mới về. Các bạn cực khổ lắm chứ, kiếm đồng tiền đâu phải dễ dàng. Nhưng mà cô Linh Tinh này các bạn thấy cô Linh Tinh này có làm gì đâu, sáng ra là lo trau chuốt và bản thân mình, với lại là đầu óc suy nghĩ kịch bản xem làm thế nào để moi được tiền của Mạnh Thường Quân, moi được tiền của mọi người cộng đồng, thương cho mẹ quá con coi. Thì thử hỏi đi, cô ấy làm điều đó có thất đức hay không? Bản thân mình là lười biếng, không chịu đi làm đó, thích ăn mà biếng làm đó các bạn. Ngu lâu dốt bền khó đào tạo, cho nên là mới có cái suy nghĩ lệch lạc như vậy. Thực sự ra mà nói, nhiều bạn đã chửi rủa, nếu như bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy mơ mốt à, bạn cũng giống như Linh Lan vậy thì sao? Ở đây mình chia sẻ thật lòng nha các bạn. Hiện tại những người nào đã lỡ có hoàn cảnh giống như cô Linh Lan rồi thì chúng ta cũng không có ai mà quậy như cô Linh Lan vậy đó các bạn. Còn nếu mà chúng ta hiện tại chưa có ai vướng vào hoàn cảnh đó thì chắc có lẽ người ta cũng nhận định được là người ta không bao giờ vướng vào đâu đâu các bạn à. Vướng vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác, đi làm bé người khác, mình không có danh phận, như vậy cuộc đời của mình sẽ khổ và đắng cay vô cùng. Và có những người thực sự là rất là can đảm, nhưng mà cái điều đó là được xã hội trọng vọng. Người ta là mẹ đơn thân đó các bạn, người ta chỉ sinh đứa con rồi người ta nuôi thôi, chứ người ta không cần chu cấp từ phía bên kia. Người ta cũng không yêu cầu một người đàn ông kia phải bỏ gia đình, bỏ vợ con. Và người ta cũng không có yêu cầu bên nội phải chấp nhận bản thân mình và chấp nhận đứa con mình các bạn. Đó là một cái câu chuyện thực tế trong xã hội ngày nay, được pháp luật công nhận là mẹ đơn thân. Đó, thiếu gì người, người ta nuôi con một mình các bạn, đâu có ai quậy như cô Linh Tinh này. Trong xã hội này cũng rất là nhiều rơi vào các hoàn cảnh trớ trêu đó các bạn ơi. Nhưng mà bản thân người ta biết người ta đứng ở đâu, người ta đứng ở vị trí nào, mình là vợ lẽ, mình là vợ bé, vợ hờ, một người không danh phận. Thay vì mình lầm lũi, mình kiếm tiền, mình nuôi con đi, đó là một cái điều mà chúng ta nên làm. Còn ở đây là cô Linh Tinh này là đòi, phải đòi quyền lợi cho mình. Và bây giờ sao không đứng lên để chửi những người YouTuber chửi mắng thầy cô đó, đòi tiền phúng điếu cho bé Helen. Thì mình đứng lên mình nói đi, bây giờ bé Helen không có dính dáng gì hết, và bé Helen cũng không có chứng minh được là huyết thống với Quân Quang Long. Thôi thì các bạn đừng có chửi phía thầy cô nữa, đừng có đòi tiền cho bé Helen nữa. Tại sao đụng tới quyền lợi của mình, tiền mà về chậm trễ là mình lên video, mình gân guốc mặt mày, mình cao có lên. Còn những việc đó tại sao mình không lên? Và bây giờ cái vụ mà 100 triệu là chuyển tiền cho anh rể hờ của mình Lâm Thành Niệm để lừa dối cộng đồng mạng, lừa dối những người trong nước cho tới ngoài nước. Như vậy, việc làm của bạn là lừa đảo quá tinh vi. Tại sao những người YouTuber bên cô Linh Tinh không lên tiếng để nói? Bây giờ nói là chuyện của người ta bị lừa kể người ta và người ta chuyển cho ai kể người ta. Như vậy là bạn đã nói cùng rồi, cùng đường rồi, không còn lối đi nữa rồi. Như vậy mà các bạn quay trở lại chửi bới Phan Phong và nhục mạ mọi điều, mọi hình thức để hãm hại Phan Phong. Cái điều đó các bạn làm thấy có ác đức hay không? Tại sao các bạn không đi tìm 100 triệu cho cô Linh Tinh đi? Mất 100 triệu đau lắm chứ các bạn. Vậy mà các bạn làm ngơ, giả bộ điếc, mắt điếc tai ngơ để là không biết cái vụ 100 triệu. Các bạn làm YouTube mà các bạn cứ lo chửi người khác ra, người ta đi tìm ra cho mình. Đáng lẽ ra cái kênh của tất cả quý vị ở phía bên cô Linh Tinh đó, phải là cảm ơn Phan Phong vì đã đi tìm ra sự thật mà. Chứ bây giờ Phan Phong có lấy cái đồng tiền ở trong 100 triệu đó ăn uống không? Hả? Mà các bạn đứng lên các bạn chửi, hiện tại bây giờ các bạn cũng chửi rủa Phan Phong một cách thậm tệ luôn. Những người luôn chính nghĩa thì các bạn chửi, còn những người mà đi cái đầu không não đó các bạn, luôn đi trái ngược dòng đời thì các bạn lại không chửi. Thực sự
cái đạo đức suy thoái của các bạn nó quá nhiều luôn đó. Như vậy mà bên phía các bạn còn gọi chúng tôi là một người cặn bã trong xã hội. Chính bản thân mình xem lại đi, mình lên video nói tục tiểu những lời khó nghe, và hầu như là bên các bạn không có người nào có đủ trình độ hiểu biết tới mà cái khả năng mà để diễn đạt được. Chỉ có biết lên là chửi thôi, thô tục và chửi thôi, chứ không có khả năng mà diễn đạt được cái câu chuyện đó để cho khán giả dễ nghe. Mà lên thì chửi vậy thôi, và cuối cùng là chỉ là chửi, chứ không biết làm gì khác hơn nữa. Có một vị khán giả ở bên kênh Phương Văn Official, trong video vừa rồi mình cũng có chia sẻ, mình cảm ơn một vị khán giả đó rất là nhiều. Bạn ấy đối chất lại với một vị khán giả. Trong video vừa rồi mình có chia sẻ một vị khán giả bên kênh Phương Văn Official đối chất với một vị khán giả bên phía Linh Lan qua cái kênh Phương Văn Official xem. Thì dù sao đi nữa mình cũng cảm ơn bạn ấy rất là nhiều, vì ít nhất một lần cũng đã xem video của mình chia sẻ. Các bạn thấy rồi đó, một vị khán giả quá tuyệt vời, phản biện đâu là chính xác đó, từng câu, từng chữ, từng ý. Mà không biết là phía bên cô Linh Tinh có hiểu được hay không, có trình độ hiểu được hay không. Bởi vì vị khán giả đó nói là vị trí của bạn và mình cách xa nhau quá, liệu bạn có hiểu được những gì bạn ấy chia sẻ và kênh Phương Văn Official phân tích hay không, hay chỉ các bạn chỉ đấu đá chửi nhau. Bây giờ các bạn thấy là trong cái đồng bọn của các bạn đó, bây giờ đấu đá lẫn nhau, chửi một cách thậm tệ, chửi kinh khủng luôn các bạn, chửi những lời lẽ đó mà những người có gia đình, có con cái thì chắc có lẽ là không ai dám bật cái video đó để mà nghe, để mà xem. Vì những lời lẽ đó thật sự nó quá chợ búa, nó quá xã hội đi. Họ lại chửi nhau, họ bất đồng nhau, họ ganh ăn tích ở, hay là họ có một vấn đề gì đó tranh giành, cho nên cuối cùng cái mâu thuẫn của họ đỉnh điểm, và rồi họ lên video họ chửi nhau một cách thậm tệ, một cách kinh khủng. Và cái nữ YouTuber kia thì cũng không có vừa, cũng đáp trả lại bằng những lời lẽ tục tiểu vô cùng khó nghe, nhục mạ lại đồng bọn mình. Các bạn thấy rồi đó, cái anh YouTuber đó ảnh cũng công nhận rằng, mày thấy không, phía thằng Phan Phong và phía những YouTuber kia, dù sao đi nữa nó ghét con Linh Lan nhưng nó vẫn ăn nói một cách lịch sự hơn mày. Cái đầu mày không não, vân vân, và chửi nhiều lắm. Những lời lẽ mình không có thể lặp lại cho các bạn nghe được. Nếu như các bạn vô tình hay các bạn đi tìm kiếm những cái video đó mà các bạn thử xem nghe những người đó chửi như thế nào, thực sự ra là chắc có lẽ cũng không nên nghe đâu các bạn. Tại vì đôi khi mình lướt qua, mình chỉ dừng lại và mình vô tình mình nghe vậy thôi, để mình chia sẻ trong cái video này. Có những thông tin mình lướt qua để mình chia sẻ lại cho tất cả quý vị khán giả là đồng bọn của họ đã cấu xé, đã chửi nhau, họ đã vật lộn dành ra những cái miếng ăn hay là đồng tiền gì, thì cái điều đó mình không biết được, nhưng chỉ biết rằng là họ đang chửi nhau như chó với mèo. Quay trở lại vấn đề ở cô Linh Tinh, đáng lẽ ra bây giờ thôi thì mình đã biết sai lầm của mình rồi, con đường của mình đi đầy chông gai và đen tối. Vậy mình làm lại cuộc đời đi, mình bây giờ mình kiếm công ăn việc làm, mình làm cái chuyện gì đó đàng hoàng chính đáng để mình kiếm đồng tiền, mình nuôi con của mình quay đầu lại. Và bây giờ chắc có lẽ cũng không còn ai để hỗ trợ, thương yêu mình, mà chính bản thân mình phải làm lụng kiếm tiền. Cái đồng tiền mình làm ra vất vả thì mình mới cảm thấy là xứng đáng, mình mới trân quý cái đồng tiền đó. Bạn thấy rồi đó, bạn xem cái người vợ lớn của người ta đi. Từ những ngày đầu mình giật chồng người ta, mình để cho vợ con người ta bơ vơ, mà Ái Vân đã đi làm cực khổ vất vả, chịu thương chịu khó đi tu nghiệp ở nước ngoài về. Nghề nghiệp của người ta trở thành một vị bác sĩ rất là giỏi, nổi tiếng ở Sài Gòn này. Nhưng các bạn lại thù ghét, nhỏ nhoi, môi móc để là dìm cô Ái Vân. Hiện tại thì cũng tung video nói là Ái Vân là sạc nghiệp, là đóng cửa. Thì các bạn biết là trong cái thời điểm hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh, vì dịch Covid-19 đang hoành hành khắp nơi, cho nên là những cái tiệm ăn uống, là tiệm cắt tóc, là và những cái nơi mà tập tụ đông người bây giờ là hạn chế, hầu như là họ đóng cửa. Những quán ăn là họ chỉ là bán mang về thôi. Thì ở phòng nha Ái Vân cũng không ngoại lệ ha các bạn. Chúng ta chung tay góp sức chống dịch Covid-19, đó là điều mà chúng ta làm, tuân thủ theo pháp luật
tuân thủ theo những cái quy định cấp bách hiện nay. Cho nên chúng ta ai nói như vậy là cái điều hết sức là sai lầm và lệch lạc. Có phải là bạn ganh ăn tức ở hay không? Thôi thì chúng ta hãy quay lại cái câu chuyện của Linh Lan. Chúng ta nên khuyên Linh Lan nên làm gì? Và cô ấy hãy làm một cái điều tốt đẹp nhất cho tương lai của cô ấy và con cô ấy. Thôi thì xin phép tất cả quý vị khán giả mình dừng video ở đây. Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.